những người họ không biết tại sao mà họ rất là nỗ lực mà tiền thì không có, bực kinh hả? Không biết sao tự nhiên không có tiền, bực quá, buồn quá, không có tiền hả? À, làm hoài mà nó không ra, hết cái chuyện này tới chuyện kia nó cứ đến với nhà mình. Đó là tại vì mình đã không biết cái cần phải biết, được không quý vị? Rồi tại sao con cái mình dạy nó khó quá, khó ưa khó bảo? Đó là tại vì mình đã không biết cái cần phải biết, được không quý vị? À, chúng ta quay lại cái bảng đó một tí. Tức là chúng ta phải làm sao, chúng ta tối thiểu là chúng ta cũng phải được từ 200 trở lên. 200 tức là chúng ta sống có dũng khí, đúng không? Chúng ta không có chí khí, khí phách, được không? Chúng ta nói cái gì chúng ta phải làm cho đàng hoàng, à, sống cho nó ra bậc chính nhân quân tử, thấy không? Tức là chúng ta nói sao chúng ta làm vậy, có nói có, không nói không. Chúng ta nhanh chóng điều chỉnh những cái sự thiếu sót của mình, gian dối của mình đi, nhanh chóng bỏ nó đi, sống làm sao, à, phải nỗ lực ha, rồi sống trung dung, sống sẵn sàng, sống đón nhận, sống hợp lẽ, đặc biệt là sống ở cái tầng yêu thương. Yêu thương là 500, có nhìn thấy không? Tức là mình sống làm sao mà nó ôn hòa, được không? Đó, chúng ta sống làm sao cho nó đầy tràn đầy tình yêu thương. Đấy, chúng ta sống bình an thì tự nhiên cái não chúng ta nó thông minh. À, và đặc biệt là chúng ta phải học cách chúng ta cười nhiều vào. Cười nhiều vào, cái não mình nó rất là thông minh, nhưng mà nó cũng rất là dại khờ luôn. Nó nhìn thấy cái mặt của mình cười một cái tự nhiên cái sinh khí nó đến trong gia đình của mình, được không? Ai ở đây thấy rằng những cái người mà họ cười cái tự nhiên sáng sớm mình lên công ty mà mình thấy ai đó họ cười cái, những cái người mà mặt họ cười tươi cái tự nhiên mình thấy dễ chịu. Có nhiều người nhà đâu có thiếu gì đâu, giờ trong nhà có nhà có cửa có đất có đai, còn dư ra mấy miếng nữa. Nhưng mà trong cái gia đình, cái gia đạo nó không có vui, tại vì mình dính ở cái tầng 175 đó, nghe không? Đó, mình cứ tự cho là mình giỏi, mình tài. À, mình tài mình giỏi là cái chuyên môn thôi, cái chuyện đó là để mình ứng dụng, mình làm việc thôi. Chứ còn về nhà mình là con là phải nói chuyện cho nó ra cái dáng của đứa con chứ trời. Ha, mình là chồng mình phải cư xử cho nó tròn cái trách nhiệm người làm chồng chứ. Ngày xưa mình cưới người ta mình nói làm sao, anh sẽ là cái tùng cái bách để bảo vệ, để ôm ấp em suốt cuộc đời này. Người ta nghe người ta tin, người ta ngã vào lòng mình, giang chân ra. Cái bây giờ cái lấy được cái gọi là người ta về rồi lọt kèo hả? À, nạt nộ rồi à, la lối ổn tỏi ha. Mình đây, gia đình là gia đình, nó có phải công ty đâu. Có những cái người gọi là họ cứ hay nạt ở công ty nó quen rồi, nên là về nhà họ cũng nạt nộ ổn tỏi lên. Họ tưởng như vậy là ngon, như vậy là hay, và sau đó thì họ bị lỗi đạo. Họ bị lỗi đạo làm chồng và họ bị khuyết đức vậy đó. À, khuyết đức thì thôi rồi, xong rồi. Đời sẽ khổ dài dài ha. À, dù có bao nhiêu cái bằng cấp nó cũng khổ dài dài. Nhà có 2-3 cái cũng khổ dài dài, được chưa? Con cái mệt mỏi vô cùng ha. Rồi có những người làm vợ cũng không biết làm vợ là phải làm gì nữa chứ, thấy không? Rồi mình làm lỗi cái đạo làm vợ, rồi cái mình làm cha làm mẹ mình không biết cái vai trò của mình là làm gì nữa chứ. Suốt ngày cứ chửi con mình, cứ một lần chửi nó là một lần mình lỗi đạo. Lỗi đạo làm cha mẹ, khi mình lỗi đạo thì tự nhiên cái đức của mình nó bị khuyết, đạo đức mà, thấy không? Cái đức của mình nó bị khuyết rồi thì gia đạo mình nó rối ren thôi, được không? Nên vai trò của cha mẹ là nuôi và dạy con cái. Nghe kỹ nhé, mở rộng cho một tí nè, để đảm bảo là về trí nhớ của mình cho nó siêu đẳng nè. Vai trò của cha mẹ là nuôi dạy con cái đó. Sinh ra rồi thì mình phải tới cái bước nuôi dạy, nhưng mà có nhiều người nuôi thôi chứ tới khúc dạy là không được, lỗi. Nuôi đó, tức là mình đi cày, mình đi kiếm tiền về mình nuôi nó. Nhưng mà đến cái đoạn mình dạy thì mình bị lỗi, không có dạy. Dạy thì nó chỉ có một cái từ là chỉ dạy. Chỉ dạy. Chứ trên đời này không có cái từ nào nó tên là chửi dạy. Nhưng mà có người suốt ngày cứ chửi con. Quý vị tra từ điển coi, có cái từ nào tên là chửi dạy không? Trong từ điển nó chỉ có chỉ dạy, chứ có cái từ nào nó tên là chửi dạy đâu. Không có ai mà đồng ý chửi mà gọi là dạy hết á. Bao người đồng ý là chửi không phải là dạy, comment vào. Chửi không phải là dạy, comment đầy đủ câu đó vào. Rồi có một số người không có chịu ghi bài. Không ghi bài á là con mình không thành nhân tài. Cái não của mình nó không có tinh thông, ráng mà chịu nha. Được không?
Tức là chửi không phải là dạy, chỉ mới là dạy, được không? Khi mình chỉ cho con mình, tức là mình hướng dẫn cho nó, nhưng có biết đâu mà chỉ. Không biết để chỉ thì phải chửi thôi chứ sao giờ. Hồi nhỏ tôi cũng vậy đó. Ba tôi mà mỗi lần ông bực lên ông chửi, ông đập thôi. Nên giờ tôi thì kiềm chế là tôi chửi, tôi không có đập là hay lắm rồi đó. Tức là tôi có sự tiến hóa rồi đó. Được chưa? Ba tôi là ngày xưa vừa chửi mà vừa đập, còn giờ tôi chỉ có chửi thôi chứ tôi không có đập. Tiến hóa lắm rồi đó. Nhưng mà con của mình vẫn khổ. Được chưa? À, nếu mà quý vị mà hiểu về con cái là quý vị không cần chửi nó nữa. Ai muốn dạy con mình nhẹ nhàng, comment vào tôi muốn. À, tùy vào từng cái độ tuổi, tùy vào từng cái nhóm, mình sẽ nói khác nhau, dạy khác nhau. À, anh chỉ cần nói nhẹ nhàng thôi. Mình cứ tưởng tượng thế này nè, nếu mà mình nói mà con mình nó không nghe, tính ra mình còn thua mấy ông làm siếc nữa, chứ đừng có phải đọc tự hào bằng đại học này nọ. Nhiều anh làm siếc anh không có bằng 12 luôn đó. Nhưng mà anh hay lắm, anh nói con khỉ đứng dậy là nó đứng dậy, anh đưa trái chuối là nó ăn. Thậm chí cái con hổ đó nghe, mà người ta còn điều khiển cho nó theo ý người ta được. Con voi đó nghe, người ta còn điều khiển cho người ta. Con cá sấu này, con cá heo này, người ta còn điều khiển theo ý người ta được. Mà mấy cái con đó là nó đâu có nói được đâu. Không nói được mà người ta còn điều khiển được. Mình với con của mình là nói tiếng người với nhau đó. Mà không có thể điều khiển được con mình, thì chứng tỏ mình thôi, không nói nữa mất lòng. Ai đồng ý rằng là mình so với cái ông làm siếc là mình thuận lợi hơn rất nhiều, comment vào đồng ý. Comment đi, không là ngủ đó. Comment. À, các anh chị share về cho bạn bè mình coi, để phụ huynh đó, họ có những người họ không có cái cơ duyên hôm nay họ biết đó, họ không biết để coi, thì có thể cho họ coi lại quý vị ha. À, đồng ý đúng không? Ừ. Mình với con của mình là nói tiếng người với nhau mà không nói được. Trong khi đó cái con khỉ nè, con voi nè, con sư tử nè, nó làm gì mà nói được cái tiếng người, mà người ta còn cầm cái cây người ta điều khiển nó được mà. Vậy thì con của mình phải biết cách dùng lời để điều khiển nó chứ. À, vậy thì chúng ta sẽ học nó vào một cái chương trình tiếp. À, quý vị làm sao mà quý vị giữ cái gương mặt của quý vị ở trạng thái này nè. Cười thì tự nhiên cái sinh khí nó sẽ đến trong gia đình của mình. Khi mà cái sinh khí nó đến trong gia đình của mình thì gia đình mình sẽ đẻ ra hòa khí, được không? Khi mà mình cười một cái tự nhiên sinh khí, nhà có sinh khí liền hả? Vui vẻ đó. Khi mà có sinh khí thì nó đẻ ra cái gì? Nó đẻ ra một cái thứ người ta gọi là cái hòa khí. Mà hòa khí thì nó đẻ ra một cái thứ khác là vận khí. Vận khí rồi thì nó đẻ ra trời ơi là quá trời điều tốt đẹp đang ở đây. Được không? Đó. Nếu mà mình cười cái thôi là coi như gia đình mình thay đổi rồi, cười cái coi. Lớp này sao nhiều người mặt mày bị Covid hay sao mà? Ảnh hưởng kinh tế bởi Covid hay sao mặt mày buồn quá vậy? À, Covid thì Covid chứ khối việc người ta vẫn đang kiếm mỗi tháng hàng trăm triệu dễ dàng. Mình lo mà học đi mà làm. Mỗi tháng kiếm 50 triệu, 30 triệu, 100 triệu dễ dàng mà. Mình không lo học rồi mình tự nhiên kinh tế nó suy thoái rồi mặt buồn như vậy. Cười cái coi. Ai muốn một tháng gọi là kiếm thêm 30 triệu, 50 triệu cho vui, comment vào tôi muốn. Cười cái coi. Cười cái tiền nó mới tới chứ trời. Đó. Ok ha. Rồi, khi mà mình cười đó thì bộ não mình nó sẽ tiết ra chất gì nè. Khi mà mình cười nè, là bộ não mình nó sẽ tiết ra một cái chất nó tên là endorphins. Hôm nay là lớp cơ bản nha. Ai mà học đi học lại thì chịu khó nghe lại kiến thức này. Khi mà chúng ta cười thì bộ não chúng ta nó sẽ tiết ra endorphins. Hãy đứng qua đây bên cho thấy cái chữ đó. Đánh cái chữ đó vào. Endorphins. Cái này á, nó quý hơn vàng, nó quý hơn tiền, nó quý hơn cả kim cương, nó quý hơn mọi thứ trên đời này. Bởi vì vàng, kim cương chưa chắc làm cho chúng ta khỏe được. Nhớ nghe, chúng ta có tiền chứ chúng ta không thể mua được sức khỏe đâu. Khi mà chúng ta mà đuối rồi đó thì dù chúng ta có một núi tiền chúng ta cũng thua đó. Bởi vì hình dung à, nên là tiền
nó có thể giúp chúng ta ăn đồ ăn organic, nó giúp cho chúng ta ăn những cái đồ cao cấp, đồ sạch gì đó, chứ không có chắc là nó cho chúng ta tiền bạc, cho chúng ta sức khỏe. Nhưng mà cái endorphin này thì nó chính là cái hormone mà tạo hóa đã ban tặng trong cái cơ thể của chúng ta thông qua cái việc chúng ta cười. Khi chúng ta cười thì cái chất này nó tiết ra, và thế là tất cả những cái bệnh hoạn của chúng ta từ đó mà nó được điều chỉnh. Chúng ta hoàn toàn có khả năng tự chữa bệnh nếu như trong bộ não của chúng ta có đầy đủ endorphins. Mà endorphin là cái thứ mà tiền mua không được, vàng mua không được, kim cương đổi không được, nhưng mà làm được, tự chúng ta sản xuất được bằng cái việc là cười. Cười cái cói, nghe đang nó cười cái cói. Cười thôi mà cũng làm không được thì làm sao mà có gọi là năng lượng cao được, hiểu không? Luôn luôn phải giữ cái mặt của mình cười. Còn nếu như mà khi mà mình mà cái mặt của mình mà nó buồn phiền tức giận như thế này, đó, mặt mình mà nó chuyển qua trạng thái này, mặt có những người cái mặt suốt ngày cứ rầu rầu, thậm chí có người còn dậy mới gớm nè, dậy mới ghê nè, tức giận. Vậy thì những người này não của họ sẽ toàn một cái chất ở tên là cortisol. Cái chất này nó sẽ phá hủy cái cơ thể của chúng ta đấy, và nó làm cho chúng ta bị mệt mỏi, căng thẳng, tiểu đường, tim mạch, mọi thứ nó đến từ đây đấy. Nếu mà cortisol là một cái chất mà nó sẽ làm cho chúng ta đầy bệnh hoạn, thế bây giờ câu hỏi nè, cortisol nó tốt hay xấu? Có người nói, ui nó xấu như vậy, tại sao ông trời ông lại sinh ra làm gì? Chúng ta phải nhớ rằng mọi thứ không có gì là tốt, cũng chẳng có gì là xấu, nghe không? Cortisol này nó sinh ra là nó có ý nghĩa của nó, nhưng do chúng ta không có sự hiểu biết về nó nên nó mới trở thành xấu. Chứ nếu mà chúng ta có sự hiểu biết về nó, chúng ta sẽ yêu nó ghê lắm. Chúng ta phải hiểu là cortisol này á, nó đi kèm với một người anh em của nó. Nó có một cái thằng anh em của nó tên là adrenaline. Adrenaline là một người anh em gọi là thường đi song hành với cortisol. Để cho nó dễ hiểu hơn một tí nữa, anh em hãy hiểu thế này nè. Ví dụ như anh em đang đi ở ngoài công viên đó, đi chơi. Mình đang đi ở ngoài công viên, tự nhiên mình đang đi buổi trưa nắng, mình ra công viên gia đình, mình đang đi ngoài công viên, cái mình thấy có quay lưng lại, mình thấy sau lưng mình có con chó, nó đang đi, nó làm gì nè. Cái tự nhiên mình nghĩ trong đầu, chó điên, cái mình chạy, tự nhiên con chó nó dí theo, nó chạy, và thế là con chó nó dí theo, mình chạy, con chó nó chạy theo mình mà mình chạy, và mình một chạy hết công suất của mình luôn, và cuối cùng là mình thoát khỏi con chó điên, mình phát hiện ra mình còn nhanh hơn cả con chó nữa. Quý vị hiểu ý ta nói không? Vậy thì khi mà mình vừa nhìn thấy con chó và mình nghĩ rằng chó điên, thì lập tức cái não của mình nó tiết ra adrenaline. Adrenaline nó làm cho tim của mình đập mạnh, hồi hộp, nó làm cho tim của mình bị sợ. Và ngay sau khi mà cái adrenaline nó tiết ra, cái thằng anh em của nó bắt đầu chạy ra. Đó là thằng gì? Cortisol. Thằng cortisol nó làm cho cái lượng đường trong máu tăng lên. Mà chúng ta đều biết rằng là khi cái lượng đường nó tăng lên thì cơ bắp chúng ta sẽ mạnh lên, và sau đó chúng ta sẽ chạy rất là nhanh. Và nếu mà khi chúng ta hết cái chuyện đó rồi, biểu chúng ta làm lại, chúng ta làm không được. Ai đã từng làm một cái việc gì đó mà sau khi qua cái cơn đó rồi làm lại mình làm không được nữa? Ai đã từng gặp cái trường hợp đó trong đời? Ai? Ai đã từng làm một cái gì đó trong cái trường hợp đó, tự nhiên mình làm, nhưng mà bây giờ biểu làm lại là làm không được? Có không? Có ai không? Chị Nga nè, chị Lam Phương nè, chị Bình nè, chị Thu Hồng nè. Có ai không? Ai thì comment vào tôi, không có thì thôi. Tức là trong cuộc đời mình đã từng gặp cái trường hợp đó là lúc mà xảy ra cái chuyện đó, trời mình làm kinh khủng lắm, nhưng mà xong rồi á thì biểu làm lại làm không được nữa. Ai gặp như vậy? Có đúng không? Quý vị nghe kỹ nha. Adrenaline nó làm cho mình sợ. Cortisol nó làm cho mình tăng lượng đường và sức mạnh lên. Tức là lượng đường trong máu nó tăng lên và sức mạnh của mình nó gia tăng. Nhưng mà nghĩ coi, quý vị nghĩ coi, nếu mà quý vị đi không có cái adrenaline trong cuộc đời của mình, vậy thì nếu mà mình đang đi ngoài đường, mình thấy có một cái thằng bé, nó đang lái xe, nó bốc đầu, mà mình vẫn đi thản nhiên, không sợ. Và thế là nó bốc đầu trúng mình, bùm, nằm xuống. Hôm sau, nghe thương tiếc báo tình. Hoặc là mình đang đi, mà thấy con chó nó làm,
Mình nói kệ mày chứ. Nó chạy tới nó làm cho cái bụp một cái lủng hai lỗ. Quý vị hiểu tôi nói không? Cái adrenaline nó rất là quan trọng. Nó giúp cho mình khi mà thấy nguy hiểm thì trái tim mình sẽ đập mạnh để có cái xu hướng bỏ chạy để mà thoát thân. Và cái cortisol nó làm cho cái sức mạnh của mình tăng lên để mình làm cái việc đó cho tốt. Nhưng mà nghĩ coi, suốt ngày cứ bị chó điên cắm thì sao? Cứ bị chó điên đuổi theo mình thì sao? Nếu mà con, nếu xin lỗi các thầy cô nha, nếu mà mình đi dạy mà mình chửi thầy, chửi học trò của mình, thì chính là mình đang làm cho con, cái đứa học trò của mình á, nó, cái não bộ của nó y chang như nó đang bị chó điên rượt vậy đó. Một nỗi sợ hãi, một nỗi căng cứng lên đó. Tim mạch, tiểu đường, tất cả là đến từ đây à. Bên cạnh đó là chế độ ăn uống, chế độ vận động nữa. Nhưng mà rất là nhiều nó đã đến từ tinh thần. Hãy nghĩ xem, anh sẽ tạo ra một người vợ bệnh hoạn nếu như suốt ngày anh chửi cô ấy, làm cho cô ấy sợ hãi, lo lắng. Chính là anh đang làm cho mình có một người vợ bệnh hoạn đấy. Nếu mình có một người chồng mà mình cứ nhắc lại chuyện cái ao, cái chuyện nó xa lơ xa lắc rồi cứ lâu lâu ra ngắt lôi ra, các anh phải nhớ điều này nè. Bây giờ tắt cái kỹ thuật gì mà để các chị đừng có nghe đó, chỉ có các anh nghe thôi. Ghi xuống. Phụ nữ người ta có thể tha thứ chứ người ta không có quên. Nên tuyệt đối là chết không khai. Có những người phụ nữ gặp cái chuyện gì đó không vui xong quay ra bắt đầu là nói là em tha thứ cho anh rồi đó, rồi tháng sau nhắc lại, năm sau nhắc lại, cứ lôi gia đình mình ra làm cho nó mệt mỏi kinh khủng khiếp. Tức là mình liên tục sản xuất adrenaline và cortisol trong não của chồng mình, trong não của vợ mình, trong não của con mình là vô cùng nguy hiểm nha. Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy, đấy, ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.